Mình đường Tử Vi Mến chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mà các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ tư ngày mùng 1 tháng 12 năm 2021 và thiêu âm lịch. Hôm nay là ngày 27 tháng 10 năm Tân Sửu, ngày này là ngày Quý Mùi tháng Kỷ Hợi năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, dương liệu mộc, ngày quý mùi, tức chi khắc can, nghĩa là thổ khắc với thủy và ngày hôm nay là ngày hùng. Về nạp âm, dương liệu mộc, kỵ tuổi, đinh xỉu, tân xỉu, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi, tân mùi, kỵ dậu, đinh tỵ thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày mùi lục hợp với ngọ, tam hợp với mão và hợi thành mộc cục, xung với xỉu, hình xỉu, hải tí, phá tuất và tuyệt xỉu. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi ất xỉu, tân xỉu, đinh hợi, đinh tỵ, tuổi xung trong tháng, tuổi tân tỵ, đinh tỵ. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên hỷ tốt mọi việc, sao thiên quý tốt mọi việc. Sao nguyệt tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương, mở kho sao phúc sinh tốt mọi việc sao tam hợp tốt mọi việc sao minh đường hoàng đạo tốt mọi việc sao thiên ân tốt mọi việc sao sáu trong ngày gồm có sao vạn vong hay còn gọi là sao thổ kỵ kỵ về xuất hành cưới hỏi cầu tài lộc sao cô thần sáu đối với cưới hỏi vài hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng đông nam, tài thần hướng tây bắc. Sau đây, mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp ngày thứ tư, mùng 1 tháng 12 năm 2021. Mời các bạn đoán xem tử vi vận trình của mình để đoán lành, lánh giữ. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày mùng 1 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Tý cho chúng ta thấy là bà tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện tí mùi tương hại và lời khuyên của chúng tôi dành cho bà tuổi Tý là nên cẩn trọng tới những chi tiết nhỏ của công việc mà mình đang đảm nhận trong ngày hôm nay. Có thể chỉ vì một lỗi nhỏ mà thôi cũng có thể bạn sẽ làm hỏng toàn bộ công sức của mình đã xây dựng bấy lâu nay. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi tí lại đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh. Cái điều này mang lại cho bạn có được sự thuận lợi trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Sự vui vẻ, dễ gần của bạn lúc này cũng được đánh giá rất cao và mọi người rất thích hỗ trợ cho bạn nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi tí, bạn lại đang gặp ngày có ngủ hành xung khắc. Cái điều này cũng nhắc nhở bạn mệnh nên nghĩ tới những vấn đề liên quan tới chủ đề về tiết kiệm. vì thế bạn cần phải xem xét lại các vấn đề liên quan tới việc chi tiêu, nhất là khoản chi tiêu lớn quan trọng trong ngày. còn về phương diện sức khỏe của bạn tuổi tý trong ngày thứ tư này lại đang có điểm báo, có sự va chạm tai nạn, gặp hỏa huyết quang. Chính vì vậy, khi điều khiển phương tiện giao thông, bạn cần phải thực hiện nghiêm ngặt luật giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu. Đối với những bạn làm trong những ngành nghề nguy hiểm thì cần phải chuẩn bị cho mình những dụng cụ bảo hộ đầy đủ, trang bị đầy đủ để tránh những rủi ro xảy ra với mình vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim sự nghiệp phát triển thuận lợi tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy có được quý nhân giúp đỡ khắc phục những khó khăn tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa đồng nghiệp khâm phục và lãnh đạo đánh giá cao tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ quan tâm nhiều hơn tới tình hình sức khỏe của bản thân tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc suy nghĩ chính chắn trước khi đưa ra các quyết định quan trọng và đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 22 số 35 giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường màu cà phê màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Dậu tuổi Sửu V tuổi Sửu thứ tư ngày mùng 1 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tới hình sông thìn tuất Sửu mùi làm cho bạn đang có điểm báo rất dễ để cho cảm xúc của mình bùng nổ và liên quan tới việc bạn tuổi Sửu không nhận được sự hỗ trợ của ai đó hoặc là ngược lại bạn bị quá nhiều áp lực dồn nén lên bản thân mình và rất may là trong ngày đang có được sự xuất hiện của một nhân vật nào đó sẽ đem lại cho bạn có được cảm giác tích cực hơn trong ngày. Trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu, yêu cầu về khả năng hùng biện, thuyết phục mọi người xung quanh của bạn dường như công việc này không hoàn toàn dễ dàng chút nào, đòi hỏi bạn phải nỗ lực thật nhiều. Tuy nhiên, bạn hãy yên tâm rằng trong ngày với bạn cũng đang có được thiên ấn trợ mệnh, giúp cho bạn cũng có được sự may mắn và với những thuận lợi đáng kể nhờ sự nỗ lực của bản thân mình. Ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, phần nào đó ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh. Do đó, với bạn tuổi Sửu đừng có chủ quan, nếu như bị bệnh thì đừng quên mang theo thuốc bên mình. Và khi cơ thể mệt mỏi thì bạn cần phải được nghỉ ngơi, đi ngủ sớm, uống nước đầy đủ bạn tuổi Sửu nhé vài tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim dễ vướng phải những mâu thuẫn với người có chức quyền tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy không nên nóng nảy hành động nông nổi tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa chú ý cách diện đạt và hành sự của mình tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc cân bằng thời gian cho công việc và cuộc sống về đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ tư này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 34, số 68, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn. Từ vi tuổi dần, thứ tư, ngày mùng 1 tháng 12 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi dần, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dần trong ngày này đang có được báo hiệu về tình hình tài chính của bạn, đang có được chính tài ghé thăm. Tuy nhiên nếu như bạn muốn thay đổi không gian sống của bản thân mình lẫn gia đình thì với bạn đừng có phung phí có, bạn sẽ có một loạt hóa đơn cần phải thanh toán trong khoảng thời gian này, vậy thì bạn đừng có phung phí tiền bạc bạn tuổi dần nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi dần lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Cái điều này cho thấy với bà tuổi dần đang để cho những chuyện nhỏ nhặt có thể trở thành vấn đề trọng tâm khiến cho bạn và người mình yêu thương rơi vào những sự căng thẳng, mâu thuẫn không đáng có. Vì thế, đời sống tình cảm sẽ đóng vai trò là trung tâm trong tuần này, đòi hỏi bạn phải sắp xếp thời gian, quan tâm và xử lý. Và xem từ vi cho thấy hôm nay là ngày 27 tháng 10 năm Tân Sửu với bạn tuổi dần đang có được sự tác động của những sao tốt như là sao thiên hỷ, sao thiên quý, sao nguyệt tài, sao phúc sinh, sao minh đường, sao thiên ân. Vì vậy rất tốt cho bạn thực hiện những công việc như là khởi tạo, chôn cất, cưới gã, xây cất, đào ao, đào giếng, khai mương rạch, các vụ việc làm thủy lợi. Bạn cần sắp xếp thời gian để thực hiện công việc đạt được hiệu quả cao nhé về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy không tìm được người phù hợp tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa vợ chồng lạnh nhạt thiếu đi sự quan tâm tới nhau tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia nhiều hơn tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc không nên dễ dàng đầu hàng nghịch cảnh tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim khó khăn giúp cho bạn phát hiện ra được tiềm lực của bản thân về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ tư này sự nghiệp 3 sao tài lộc, 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 3 sao con số may mắn, số 29, số 58, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt. Từ vi tuổi Mão, thứ tư, ngày mùng 1 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi mão chua chúng ta thấy là bạn tuổi mão đang gặp ngày có hình hại vô lệ xuất hiện và đây là lời nhắc nhở chua bạn tuổi mão đừng quên rằng bạn sẽ phải trả giá cho những việc mình làm trong ngày hôm nay với những người xung quanh nhất là khi bạn đang cố tình làm những điều đó và trước khi hành sự thiếu đi sự tự tế bạn hãy nghĩ rằng chúng sẽ được đáp trả lại như thế nào vì giao tiếp luôn luôn là con dao hai lưỡi bạn tuổi mão nhé và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi mão lại đang gặp được ngày có thiên tài ghé thăm và đây là lúc với bạn tuổi mão có được rộng rịnh về tiền tiêu nhưng bạn đừng có vì thế mà rơi vào bẫy của những kẻ đang muốn dụ dỗ bạn đầu tư về tài chính vì vậy với bạn tuổi mão cần phải thật thận trọng chỉ mua sắm những thứ thật sự cần thiết thôi nhằm đề phòng cho những ngày khó khăn Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với ban tuổi mão lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn, nếu như bạn cảm thấy khó khăn và muốn có được sự giúp đỡ của ai đó thì lên tiếng đề nghị. Dù ban đầu, có thể bạn sẽ được yêu cầu điều chỉnh hoặc là vấp phải sự khó chịu của ai đó, nhưng khi bạn biết trình bày, giải thích vấn đề thì sẽ không khó khăn để có được sự hỗ trợ đâu nhé. Trong tình huống bạn không nhận được sự giúp đỡ thì bạn cũng hiểu được vị trí của mình ở đâu. Về từ vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, hăng hái bắt tay vào công việc, từ vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, dễ bộ cuộc giữa chừng nếu gặp phải khó khăn, từ vi tuổi kỵ Mão thuộc mệnh Thổ, không nên lý tưởng hóa mọi việc quá mức, từ vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, gia đình hòa hợp, Vợ chồng có được sự thấu hiểu lẫn nhau, tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, tin tưởng và luôn tâm sự với nửa kia. Vài đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 59, số 63, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cá tường, màu xanh lá cây, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi tốt tuổi Từ vi tuổi thìn thứ tư ngày mùng 1 tháng 12 năm 2021, xem vận tình ngày thứ tư này với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này mang tới cho bạn có được những tin vui liên quan tới sự nghiệp khi bạn có được những trị giận sáng suốt trong ngày hôm nay và với bạn Tù thìn, bạn vốn là người không ham danh lợi, cho nên bạn bị chê là người thiếu đi sự tham vọng. Nhưng lúc này bạn chỉ cần giúp được nhiều người xung quanh như vậy cũng là đủ rồi. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi thìn ạ bạn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, cái điều này khiến cho sức khỏe của bạn mệnh không được tốt cho lắm. Bạn nên tránh làm những công việc nặng nhọc hay làm những công việc có tính chất nguy hiểm cao và trong ngày hôm nay nên chọn đồ ăn, nước uống sao cho phù hợp. Ngày này với bạn tuổi thìn cũng không nên xuất hành đi xa, bạn đang có điểm báo gặp rủi ro, tai nạn, ký kết hợp đồng cũng không được thuận lợi nhé. Ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa nhận được phần thưởng xứng đáng cho những gì mà mình đã bỏ ra. từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, tinh thần làm việc nghiêm túc, được đánh giá cao từ vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc suy nghĩ cởi mở hơn khi tiếp xúc với những công việc mới từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim vợ chồng dễ gặp phải chuyện bất đồng ý kiến từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy đừng bắt người ta nghe theo ý kiến của mình vài đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao, con số may mắn số 10, số 31, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ tư ngày mùng 1 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này đang có được báo hiệu với sự chân thành, cởi mở và thành thật trong ngày hôm nay là vô cùng với bạn, nhất là khi bạn bước vào một cuộc tương tác với những người thân trong gia đình, khi bạn đang có được cơ hội tam hội năng đỏ. Người yêu thương đang trông đợi bạn bởi sự cởi mở và thật lòng. Vậy thì tại sao bạn lại cứ trốn tránh điều đó, hãy mạnh dạn và nói ra những suy nghĩ ở trong lòng mình với đối phương bạn tuổi tỵ nhé. Và trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi tỵ bạn cũng đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Cái điều này thúc đẩy cho công việc của bạn trong ngày hôm nay trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Với bạn tuổi tỵ bạn hãy cứ tự tin với những kế hoạch mà mình đang có. Cũng cần phải nhớ là thật tập trung vào, đừng có suy nghĩ quá nhiều, lại dễ khiến cho cơ hội đến rồi đi bạn tuổi thị nhé. Trong ngày này, bạn tuổi thị cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, cái điều này cũng sẽ hỗ trợ cho sức khỏe của bạn mệnh được cải thiện một cách rõ rệt, nhờ đó mà đầu óc có được sự tỉnh táo, sáng suốt và dễ đưa ra được những quyết định đúng đắn. Và hôm nay cũng là ngày tốt để cho bạn tuổi tỵ hàn gắn trong chuyện tình cảm với ai đó về tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa cần chú ý tới đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp với mình tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ dễ gây mất lòng mọi người xung quanh tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc ôm đồm nhiều công việc không nên tham lam tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim nên lập ra những kế hoạch phấn đấu rõ ràng tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy về tình hình tài chính có những bước chuyển biến rõ rệt về đánh giá của bà tuổi tỵ trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 44, số 74, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Từ với tuổi Ngọ, thứ tư, ngày mùng 1 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ tư này với bà tử ngọ cho chúng ta thấy là bà tử ngọ đang gặp được ngày có tam hội xuất hiện và đây là lời nhắc nhở cho bà tử ngọ nếu như bạn có bận rộn đến mấy đi chăng nữa thì cũng đừng quên hãy dành thời gian cho những người thân yêu trong gia đình sự yêu thương mà bạn dành cho họ sẽ giúp cho bạn có được một ngày thực sự là ý nghĩa và nhiều cảm xúc. Bạn đừng có vì bận rộn mà thờ ơ với những người luôn quan tâm tới mình bạn tuổi ngọ nhé và trong ngày thứ tư này với bạn tử ngọ ngày của những nguyên tắc luật lệ đặt ra dưới sự tác động của thiên quan chiếu mệnh nhưng dường như không được ai tôn trọng và với bạn tử ngọ bạn là người duy nhất nỗ lực để điều đuổi điều đó nhưng việc này có thể khiến cho bạn rơi vào sự mệt mỏi vô hạn lẫn nhiều áp lực điêu bám và nếu như bạn trông đợi sự hưởng ứng từ ai đó thì có lẽ bạn phải cần chờ đợi một thời gian khác trong ngày này, với bạn tử ngọa cũng đang gặp ngày của hoạn thổ xung khắc. Cái điều này khiến cho bạn không thực sự hiểu rõ những cảm xúc của mình lúc này và bạn tử ngọa không biết bản thân mình đang lo lắng như thế nào hoặc cũng có thể là do bạn quá mất kiên nhẫn nữa chăng. Xem từ vi cũng cho thấy chính tài chiếu mệnh mang tới cho bạn tự ngọ có được nhiều vận may mà hiếm khi bạn có được. Cái quan trọng là bạn có đủ khả năng để nắm bắt hay là không mà thôi. Thậm chí có người còn có được người thân mách nước mà mua được nhà, mua thêm được đất đai, thậm chí có người có được vận may trúng số, trúng thưởng nữa. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, dễ bất đồng ý kiến với nửa kia, tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, không nên nóng nảy, nói lời tổn thương người khác, tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, hãy chủ động làm hòa khi có mâu thuẫn nổ ra, tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, kiếm tiền chân chính dựa vào sức lao động của mình, tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc có được cơ hội phát tài bất ngờ trong ngày hôm nay. Về đánh giá của bạn tử Ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao tài lộc, 5 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 4 sao con số may mắn số 54, số 78, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ tư ngày mùng 1 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang gặp được ngày có thiên ấn trợ lực cái điều này sẽ giúp cho công việc của bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay được thuận lợi hơn đặc biệt là đối với những bạn đang làm trong những ngành nghề liên quan tới nghệ thuật y học khoa học luật sư tôn giáo kỹ thuật ngành nghề tự do có được những thành tích rất đáng kể và với bạn tuổi mùi bạn có đủ năng lực để thực hiện nhất là khi có người nâng đỡ và hỗ trợ nhiệt tình cho bạn nữa. Tuy nhiên, trong ngày thứ tư này với bạn tuổi mùi lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, cái điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới thể lực của bạn mệnh. Do đó, nếu có thể, bạn nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi và cố gắng kết thúc mọi công việc càng sớm càng tốt để được nghỉ ngơi đi ngủ sớm bạn tuổi mùi nhé. Và ngày này, theo Hải Thượng Lạt Ông, hôm nay là ngày 27 tháng 10 năm Tân Sửu ngày này, nhân thần ở phía trong khớp cổ chân, khí sung và xương bánh chè. Vì vậy với bà tuổi mùi nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉa, châm chích ở các vị trí này nhé. Về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, cẩn thận kẻo lại bị kẻ tiểu nhân xuất hiện, mưu tài đoạt lợi. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, trở nên lơ là, thiếu đi sự tập trung khi bắt tay vào công việc. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, vượt qua thử thách để khẳng định bản thân. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, thực hiện những công việc đã lên kế hoạch từ trước. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc, dự vững quan điểm đúng đắn của bản thân. Về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 55, số 95, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão. Từ vi tuổi thân thứ tư ngày mùng 1 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thân, cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp ngày có kiếp tài chú mệnh, làm cho bạn đang có điểm báo công việc của bạn gặp nhiều trục trặc trong ngày hôm nay. Với bà tuổi thân, khối lượng công việc nhiều, đem lại cho bản mệnh có nhiều bối rối, không biết phân chia sức mình ra làm sao cho hợp lý. Thêm vào đó, ở nơi gia đình cũng có những căng thẳng, mâu thuẫn khiến cho bạn khó lòng mà tập trung để hoàn thành được nhiệm vụ được giao. Ngày này với bạn tuổi thân á, lại đang gặp được ngày có ngủ hành tương sinh, nhắc nhở bản mệnh hiểu rằng hoạt động xã hội, các tương tác sẽ giúp cho bạn gắn kết được với những nhân vật thú vị nào đó trong ngày hôm nay. Dường như đối phương sẽ mang đến cho bạn có được nhiều cung bậc cảm xúc bất ngờ, khiến cho bạn không khỏi ngạc nhiên và hạnh phúc. Đây là ngày để cho bạn thắt chặt về mối quan hệ tình cảm này nhé. Và ngày này với bản tuổi thân đang có điểm báo xuất hành đi xa có sự va chạm, cãi quạ, thị phi, công việc khó được như ý, có sự sai sót về giấy tờ, không nên ký kết hợp đồng quan trọng ngày hôm nay. Và nếu như có công việc bắt buộc phải đi xa thì bạn nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông nam và tài thần hướng tây bắc để hạn chế những rủi ro xảy ra với mình. Vài từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy đối mặt với tiểu nhân dễ vướng vào rắc rối. Từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa hãy giữ bình tĩnh khi đối diện với những khó khăn. Từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ chứng minh bản thân mình bằng hành động thực tế. Từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc nửa kia thấu hiểu và biết chia sẻ. Từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim tâm sự với nửa kia nếu gặp phải khó khăn. và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ tư này sự nghiệp. 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 17, số 39, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão. Từ vi tuổi Dậu thứ tư ngày mùng 1 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi Dậu, cho chúng ta thấy là trong ngày hôm nay với bạn tuổi Dậu trải qua một ngày không mấy tồi tệ, căng thẳng giống như bạn vẫn nghĩ khi trong ngày đang gặp tỵ kim chiếu mệnh như hôm nay. Với bạn tuổi Dậu, bạn cho một việc gì đó vô cùng rắc rối do ảnh hưởng to lớn đến đời sống, nhưng thực tế thì không hoàn toàn là như vậy. Bạn hãy nhìn nhận mọi thứ theo mặt khách quan của nó và thư giãn một chút đi bạn tuổi Dậu nhé ngày này với bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có Kim sinh cho Thổ vượng, cái điều này cũng cho thấy bản mệnh đang dần hình thành những thói quen tốt nhằm cải thiện sức khỏe của mình và hôm nay cũng là ngày hứa hẹn giúp cho bạn tuổi Dậu nhận được tin vui liên quan tới chuyện tình cảm nữa. Xem tử vi cũng cho thấy hôm nay với bạn tuổi Dậu đang có sự tác động của hung tinh chiếu mệnh làm cho bạn đang có điểm xấu gặp nhiều trắc trở phiền muộn chết chóc mất tài, hao của. Do đó, bạn mệnh nên hạn chế thực hiện những công việc quan trọng trong ngày hôm nay. Nếu có thể, trì hoãn sang ngày khác sẽ phù hợp hơn với mình. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, hãy cởi mở với những người tiếp cận mình. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, nhận được sự chú ý từ nhiều người khác giới. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, dành sự tin tưởng tuyệt đối cho nửa kia. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, phản ứng nhanh nhạy khi đứng trước mọi vấn đề khó khăn, tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, tiếp tục cố gắng để đạt được thành công. Vài đánh giá của bạn Tử Dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 41, số 73, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc uh, cát tường màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Ngọ. Từ vi tuổi tuất thứ tư ngày mùng 1 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi tuất trong ngày này đang gặp ngày có cục diện mùi tuất tương phá. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi tuất buộc phải từ bỏ một thứ gì đó dù bạn rất yêu thích và điều này về lâu về dài hoàn toàn mang ý nghĩa tích cực và cần thiết vậy thì bạn cần phải cố gắng vượt qua những cảm xúc của chính mình trong ngày hôm nay để có thể làm tốt công việc vì những gì mà bạn muốn có được trong tương lai và với bạn tuổi tuất bước đầu tiên là rất quan trọng trong hành trình của bạn ngày hôm nay khi bạn đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh vì thế nếu như bạn có một kế hoạch nào đó cho công việc của mình thì hãy đảm bảo rằng bạn có những bước đi đầu tiên thận trọng và hiệu quả nhất. Nhờ thế mà, bạn mới có một ngày làm việc tích cực và đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này cũng cho thấy thời tiết là một trong những tác nhân khiến cho bạn mệt mỏi trong ngày. Và thay vì có uống thuốc thì bạn nên học cách lắng nghe cơ thể của mình để biết bản thân mình nên làm gì trong thời điểm này. Về từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ chờ đợi thời cơ khác thích hợp hơn để khẳng định giá trị của bản thân từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc mạnh dạn nêu lên quan điểm ý kiến của mình từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim cần phải quan tâm tới con cái nhiều hơn từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy về mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình có phần xa cách và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 58, số 89, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cá tường màu vàng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Tờ vế tuổi hỏi thứ tư ngày mùng 1 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi hỏi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi hợi đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mạo mùi phù trợ cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi hợi có được những cảm nhận sâu sắc về chuyện tình cảm lứa đôi càng có cảm giác kết nối sâu sắc trong ngày hôm nay và đây cũng là ngày mà bạn có thể sẽ gặp được người mà bạn cảm thấy vô cùng ưng ý nữa và xem tử vi cũng cho thấy với bà tuổi hợi trong ngày này lại đang chịu ảnh hưởng của thương quan chiếu mệnh cái điều này sẽ làm cho bạn có vẻ như là khá bốc đồng thậm chí là đưa ra những quyết định mà bản thân của bạn cũng không thực sự hiểu rõ về chúng điều này làm cho phương diện sự nghiệp của bạn không được như ý muốn cấp trên đồng nghiệp bạn bè không đánh giá cao về khả năng giải quyết công việc của bạn ngày hôm nay với bạn tuổi hợi trong ngày này lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc cái điều này cho thấy sức khỏe là vấn đề mà bạn tuổi hợi không được lơ là trong ngày có thể với bạn đang cảm thấy không ổn nhưng lại lười đi khám nếu như cần bạn hãy tìm đến bác sĩ uy tín để kiểm tra sức khỏe của mình càng sớm càng tốt bạn tuổi hợi nhé vài tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa suy nghĩ bi quan tiêu cực khi vướng phải những khó khăn tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ không nên than thân trách phận mà hãy chủ động nghĩ cách giải quyết tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc nóng vội dễ đưa ra những quyết định sai lầm tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim nên bình tĩnh trao đổi với mọi người tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy hãy phát huy ưu điểm thông minh nhanh nhẹn của mình và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ tư này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 23 số 36 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cá tường màu điên màu xanh lam quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Sửu cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tích like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào ngược lại